Kính thưa quý vị, Thường trực Ban Bí Thư Trương Thị Mai vừa ký kết luận 70 của Bộ Chính trị về phát triển thể thao trong tình hình mới. Bộ Chính trị yêu cầu cần tiếp tục khuyến khích doanh nghiệp, tổ chức cá nhân, đầu tư xây dựng cơ sở thể thao, tham gia tổ chức thi đấu, đào tạo vận động viên. Đồng thời yêu cầu nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, hệ thống chính trị, nhân dân với phát triển sự nghiệp thể dục thể thao nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước, sớm ban hành chiến lược phát triển sự nghiệp thể dục thể thao đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tiếp tục hoàn thiện chính sách pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển sự nghiệp thể dục thể thao trong giai đoạn mới. Bổ sung hoàn thiện chế độ chính sách đào tạo, bồi dưỡng, chăm sóc y tế, nhà ở, tiền lương, trợ cấp, ưu đãi khác đối với vận động viên, huấn luyện viên, nhân tài trong lĩnh vực thể dục thể thao. Chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, người trực tiếp làm công tác thể dục thể thao. Tăng cường công khai minh bạch, thường xuyên kiểm tra, thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật, kịp thời hướng dẫn xử lý, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, kiên quyết xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật, tham nhũng, tiêu cực trong lĩnh vực thể dục thể thao. Bộ chính trị nhấn mạnh việc khuyến khích phát triển thể dục thể thao quần chúng tạo cơ hội cho mọi người được quyền tham gia hoạt động tập luyện biểu diễn thi đấu để nâng cao sức khỏe phòng bệnh chữa bệnh vui chơi giải trí cần nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các cơ sở đào tạo bồi dưỡng vận động viên huấn luyện viên cán bộ thể dục thể thao đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới